饮两瓶吧。Mình đánh ở trong một cái bụi tre khá là rộng anh em ạ, để mình đi ra ngoài. Trời lúc bụi tre à, này, bụi tre rộng lắm. Anh em thấy đó, rừng này nhưng mà không có thấy đắng, toàn là mấy cây tre, nhưng mà không có chỗ treo cho nên là mình phải chui vào cái lùm này mình treo. Mình không nhìn thấy chim ấy, mình không nhìn thấy lồng, nhưng mà mình chỉ nghe nó về nó chơi thôi, nghe cái giọng của nó. Con này về đấu miệng rất tốt luôn. Đây anh em ơi, đây là chiến binh 346 của chúng ta nha anh em nha, chiến binh thứ tư của ngày hôm nay. Sáng giờ là được 4 con có giọng tốt đây, mình lựa mình đánh được 4 con này. Còn chim rừng thì rất nhiều nhá anh em nhé, nhưng mà mình chỉ lựa được 4 con có giọng tốt mình đánh thôi. Con này nó dãy rụng lồng quá, rụng hết lồng. Để mình bắt nó nha anh em. Đây là chiến binh 346, mang một chất giọng rất là tốt. Ok.